nhạc bài, một nhạc bài, một bài thiệt là vui, thật là ngẫu hứng với tôi, không có cầu cũng được. Sự xưa tăng bao lâu 20 năm sao sầu thương cao đời vời 20 năm cuối là bao là thế đời sống không là bao là bao đời không lâu là thế được bao năm sống mà yêu nhau em ơi có bao nhiêu cuộc đời đi xa em rồi anh biết yêu thương ai khi ta yêu nhau thì yêu cho trọn đời em ơi ta sống là bao hỡi cô nhân tình bé của người ơi tôi buồn môi cô chưa được thương mình mình có thôi tôi trong lúc tôi xa xôi tôi bực nghĩ đến ai chồng tôi thấy hoa hoa tươi đớn đến nằm ngủ tiệc tắm chiều nay kẻ lắm người tôi muốn mùi thơm của nước hoa mà cô thường xưng chẳng bay xa tôi chỉ có đường cách lạc qua thế nghĩa là ghen qua đây mà thôi thế nghĩa là yêu mất qua mất rồi và nghĩa là tôi là tất cả của đời tôi em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời 20 năm đầu hướng không bao lâu 20 năm sau sầu thương cao vời vợi 20 năm cuối là bao là thế đời sống không là bao là bao đời không lâu là thế được bao năm sau mà yêu nhau em ơi có bao nhiêu Thank you.
đẹp, không cần đến ở dưới. Quý vị không cần đến ở phía dưới. Cái này là quý vị nhìn mà không cần trả tiền đó. Thường thường con có trình chô là phải trả tiền đúng không? Quý vị nào có muốn đâu đấy không ạ? À? Hãy nhìn thấy một chiếc áo dài rất là đẹp, màu tím, vẫn cần đứng ở phía dưới. Xin mời Vivian. Bây giờ là đến giờ gay cấn đúng không ạ? À? Quý vị nào có xin hai người chết sau lưng có chọn được ai chưa ạ? Dạ tôi đây ạ. Còn một người nữa ạ. Rồi mời anh. Ok, bây giờ mình là giám khảo, mình phải có một câu hỏi trước cho những thí sinh đúng không? Mình áo dài cũng đẹp, vừa đẹp vừa xinh vừa duyên dáng vừa nói chuyện sexy nữa. Tới giờ phỏng vấn rồi đây. Vâng ạ. Chú ơi, chuẩn bị nha. Dạ, kính lão bác Phúc ơi, chắc mời chú trước ạ. Chúng tôi không có chuẩn bị trước, mặc dù đã có thảo luận trước, có những cái quy luật, chẳng hạn như chấm về màu sắc của chiếc áo dài, chấm về sự thước tha, duyên dáng và có những cái nét dịu dàng của người con gái Việt Nam. Con trai có một con trai thành viên thiếu nữ. Bây giờ mình hãy lấy cái đại đa số nhiều hơn chứ. Còn một người thì đúng rồi, cái năm nay là năm gà đó bác ơi, bác năm nay năm gà đó, gà mái đá gà cổ. Chú ơi, mình cho có một cái suy nghĩ thế này, mình phải có một cái như là một cái giải cho nam và một giải cho nữ. Vậy là mình đến 6 người ha, tất nhiên là nhiều câu hỏi hơn đúng không ạ? À? Rồi bắt đầu chị em đi. Cảm ơn anh tổ chức. Xin cho một nhạc lên chú ơi. Xin mời chị em đi nè. Cái này rất là fair quý vị chọn nha. Rồi, có ai bầu chị em đi không ạ? À? Rồi, cảm ơn chị em đi. Các ca thí sinh rất là dễ thương, bầu cho nhau hết rồi. Người tiếp à, bây giờ thì chứ không như mấy ông tổng thống của tôi cho mình. Quý vị nhớ nha, lắng nghe cái người nào hai người trước đây. Chantel. Nghe nhiều mà để ý nha. Rồi, người chi tiếp à. Dạ, mời chị. Dạ thôi em lãnh thưởng lên trên xuống đi. Chị tự động rút lui quý vị không? Chưa lên mà xuống rồi. Mất tự tin quá. Tất nhất tới mình phải có tự tin đúng không? Chị ơi, mời chị mà đã thua hả chị? Thương chịu thua chị. Chị thì đổ tay đi. Rồi mời chị lên ạ. À. Bạn này có chi đâu nè. Rồi tiếp.
mời Mai Khang. Xin chắc miệng tiếp tục vỗ tay. Quý vị xin tiếp tục vỗ tay mà vỗ tay thật lớn đi. Sao nay hơi yếu quý vị. Mạnh lên nào. Thêm một chiếc áo là đi nữa mà cô này cũng chào giống như là cái công hoàng. Xin mời diễn viên. Và mời người đông duy nhất ngày hôm nay lên nè. Xin lỗi quý vị, còn tôi nữa rồi, tôi không cầm gì. Hai người. Cái này là thi hình cầm á hả? Dạ. Cái này là thi hình cầm á hả? Thi một tặng một chị. Ok, xin cầm. Dạ. Xin hỏi Jess là cầm 4 người chưa ạ? À, 6 người chưa ạ? Bye.
Bây giờ những người nào mà được số qua 6 người đúng không ạ? Xin mời bước lên lên cho quý vị làm cho và những người bây giờ là chúng ta có 6 người đúng không ạ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Còn 3 người nữa đúng không ạ? 8 đúng không ạ? 2, 4, 6, 8. Chúng ta chỉ còn 2 người nữa thôi ạ. Xin một người nam duy nhất bảo dài lên đây ạ. Đó là 9, còn một người nữa ạ. Em không thi. Dạ xin mời, xin quý vị cho giám khảo thấy mặt. Còn một người nữa ạ. Còn một người nữa. Dạ chúng tôi không thấy ạ. Chị em đi lên. Rồi, bây giờ hai người chết đây đã có 10 người rồi đúng không ạ? À? Những người còn lại xin chờ trở về bàn ạ. À. Đừng lo. Chúng ta còn khoảng 15 giải thưởng nữa. Sau cái này là chúng ta sẽ rút thăm số. Thành thử ra quý vị đừng lo. Không có cái này được cái kia đúng không ạ? À? Đừng nản lòng nhé. Và sau đây xin 10 người đứng hàng dọc ở đây là chúng ta sẽ từ 10 xuống. Mình xuống năm liền nha. Tại vì thời gian hơi hạn, chúng ta chỉ còn có có ai dựng mấy cái vòng bài lịch. Final choice quý vị ạ. À. Chúng quý vị bình chọn cho. Yes. Say yes. Yeah. Rồi. Người kia tiếp lên ạ. À. Người trước lắng nghe nha. Cái tiếng vỗ tay người nào nhiều nhất là 5 người chọn ra. Xin mời chị kế tiếp ạ. Yes. Xin hoa trào những tràng pháo tay cho những xin và xin được kế tiếp lên ạ. Chúng ta xin mua được một chút xíu đồng đất. Mời chị Mai. Và người hai ba người cuối cùng ạ. 4 người cuối cùng chứ. Xin mời Diễn Châu. Và mời người kế tiếp ạ. Và mời người kế tiếp ạ. Say yes. Và người cuối cùng ạ. Yes. Rồi mong này không có chiều dài ngày nó đi. Không biết đi. Xin cho những cái kỳ thi kế tiếp để chúng ta đi tới đi lui nó cho nó bớt ốm đi một tí. Nó ốm bớt đi một tí. I'm talking about myself. Rồi, giờ phút đi kinh đã tới. Chúng ta sẽ chọn ra 5 người và 5 người này sẽ được giải thưởng tối hôm nay là những áo dài đẹp nhất của Việt Nam chúng ta ngày hôm nay tại sân khấu của nhà hàng Golden Sea. Xin quý vị một tràng pháo tay thật to cho mọi người một lần nữa ạ. Thank you. Rồi, bây giờ là chúng ta đã biết người nào là trúng giải rồi đúng không ạ? Xin mời người đầu tiên số 1. Rồi, một người số 1, xin mời chị Hoài Mỹ đại diện để cho lì xì ạ. Đấy kiều. Và người kế tiếp ạ, người thứ hai ạ. Rồi, cô bằng áo trắng ạ. Chúng ta chỉ còn lại 3 người thôi quý vị. Hồi hộp quá quý vị ơi. Và người thứ ba xin mời lên ạ. Áo đỏ này. Quý vị đồng ý không ạ? Rồi xin mời áo đỏ lên người thứ ba. Chúng ta chỉ còn 2 giải thôi ạ. Xin mời chị mặc áo bông thứ thứ nào thế nào? Ba. Tôi nghĩ là bên đây hết được lựa chọn rồi quý vị. Còn chỉ còn cơ hội đúng không ạ? Số 2 giải thưởng cuối cùng. Ai ạ? Chị này. Chị này đúng không ạ? Rồi xin mời chị lên. Và một giải thưởng cuối cùng. Sao chết đang mặc lại dòng chuỗi ạ? Chỉ dòng chuỗi này đúng không ạ? Yeah. Wow, xin cảm ơn và chúng ta đã có chủ của 5 giải thưởng đúng không ạ? 1, 2, 3, 4, 5. Nhưng mà nghĩ còn xin lỗi. Để chị móc. Để chị móc ở trong rau biết móc cái gì đây. Cái này có 6 lần ạ. 1, 2, 3, 4, 5.
Rồi, như vậy là chúng ta đã có giải và cảm ơn tất cả các thí sinh buổi tối hôm nay. Xin mời 5 người một lần nữa đứng và để tuyên diễn. Xin tất cả những người đã trúng giải lên một lần nữa đi chụp hình nè. Xin mời Jess đứng chung với lại tất cả mọi người ạ. Đi mà lên là ăn chích